Sáng ngày 12 tháng 8, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn y bác sĩ lên đường chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Cụ thể, 92 y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế lên đường chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ, đây là đoàn y bác sĩ thứ tư chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Đoàn sẽ hội quân cùng các y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Việt Nam Cuba Đồng Hới, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Phong Gia Liễu Quy Hòa để tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng nguy kịch tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công. Sáng cùng ngày, Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức đưa 50 y bác sĩ lên đường đến thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Các y bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ lần này đều là những người có chuyên môn giỏi và kinh nghiệm chống dịch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Trước giờ lên đường, bác sĩ Lê Ngọc Minh Phương, khoa nội tiết, Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, luôn sẵn sàng đi bất cứ đâu vì đây cũng là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ áo trắng.